Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. Postmaster. Let's go. Player 1, choose. Wow, vẫn hơi cao. Oh my gosh, gần chết luôn. Headshot. Finish him. Player one, choose. Jim. Fatality. Epic win. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai, Midon. Woohoo!
OK, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba. Hello Sliver. Let's go. Rồi, và các bạn phải đợi một lúc, sau đó thì các bạn mới nhưng ông ta lại ra ngoài. Wow, ông ta lại ra ngoài thật. Ông ta vẫn đang đứng ở đây. Let's go.
дорогие, Бардо жалаповать нам. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Into the Deal. Let's go. Oh my god, bị bắt rồi. Chạy được có 1684 mét thôi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ 5. Trường quạt TV Show. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Push em on. Let's go. Wow, những anh tím này rất là khỏe luôn. Wow. Tiếp tục nào. Let's go. Ok. Wow, oh my gosh. Ăn tiếp cái này nào. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Micros. Harley Quinn, wow. Cô ta đang ăn trộm một cái gì đó. Mình sẽ xử lý vào bắt cô ta. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Red Spawn 4. Let's go. You okay?
Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my gosh. Cái này phải từ từ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Let's go. Erich Frank. Ok, tiếp tục nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Start game. Mình sẽ mở cái này ra. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Mở cái này ra để cho anh chàng này đai luôn. Sau đó thì mình sẽ mở. Đã thành công. Tiếp tục nào. Không được rồi. Bắt buộc phải tiêu diệt cả anh chàng kia nữa. God.
Rồi ok. Anh chàng này lại không nhảy xuống đây được à? Wow. Vậy thì sẽ là như thế này. Oh man. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Smiling Icarus. Cà phê. Chắc chắn ông ta sẽ xuống đây uống cà phê. Và lúc đó thì mình sẽ lại lên trên. Chuẩn luôn. Rồi à, mình sẽ cầm một tờ báo. Sau đó sẽ in ở chỗ này. Vào trong này kiểm tra xem có gì không. Một chiếc chìa khóa. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Among Us. Ok. Online. Free game. Vẫn chưa có cái gì. Mình thử vào đây xem. Go, go. Yeah. Imposter. I see. Thank you.
Chết rồi, mình bị chết rồi. Oh my god. À, mình sẽ đi tìm hiểu xem có anh chàng nào giết nhau không. Oh, đã đài. Wow. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.